thấy thì nó biết nó bay qua đâu. Đập kéo gì? Ở đây là cái thành quả trong ngày hôm nay anh em này. Đấy, tổng hai bộ lưới thì được hơn chục con rồi anh em. Đấy, chim đây. Đấy, chim ở Bắc Giang ngày hôm nay thì xuôi rất là nhiều. Đấy, chả biết anh em ở tất cả các tỉnh thành thế nào. Đấy, lồng đây. Lồng này thì được nhiều hơn. Đấy. À, đây là chim ngoái giữa anh em nhé. Đấy, ngoái giữa thì đánh có những con hoa cải. Đấy, đan xen lẫn với cả ngoái hồng với ngoái xanh, nhưng mà đa số là chim cườm già rồi. Đấy, không có chim non. Còn về khu vực đây thì buổi ngày hôm qua đây. Đợt này ở Bắc Giang đánh thì thích lắm anh ạ. Ok, để anh em là xem được video này cần cho mình những cái bộ lưới úp chim ngói, hoặc là thấy hay đam mê cùng thì anh em đăng ký ủng hộ kênh nhé, tiếp tục đón xem. Còn anh em mua lưới thì anh em liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.